Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Quảng Bình, mùng 9 tháng 10 năm 1974, mùng 9 tháng 10 năm 2014. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về những thành tựu nổi bật của ngành kiểm lâm trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là vai trò tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và giám sát việc tuân thủ chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt. Xác định rõ điều đó, ngành kiểm lâm Quảng Bình đã phấn đấu hết mình, phát huy hết trách nhiệm, và dù trong hoàn cảnh nào, trước bất kỳ thử thách gì, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình cũng không ngừng nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của đơn vị cũng là 40 năm ghi dấu những cố gắng không mệt mỏi vì sự lớn mạnh của một lực lượng với công việc đặc thù là đang từng ngày từng giờ giữ gìn màu xanh cho những cánh rừng quê hương, xứng đáng với sự tin tưởng của cả cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Cách đây 40 năm, vào ngày 9 tháng 10 năm 1974, Tổng cục Lâm nghiệp đã ký quyết định số 1369 về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đây là Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình. Kể từ đó đến nay, những bước đường xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm lâm đều gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Tháng 7 năm 1976 đến tháng 8 năm 1989 là thời kỳ hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên. Lực lượng kiểm lâm Quảng Bình tiếp tục là đơn vị nòng cốt trong việc xây dựng bộ máy lực lượng kiểm lâm Bình Trị Thiên với 80 cán bộ được điều động từ cơ quan chi cục kiểm lâm Quảng Bình để kiện toàn và tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và giám sát về việc tuân thủ chấp hành pháp luật về pháp lệnh bảo vệ rừng. Đây là luật bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung quản lý bảo vệ trên 895.000 hecta rừng tự nhiên và trên 120.000 hecta rừng trồng trên địa bàn. Trong thời kỳ này, tỉnh Bình Trị Thiên bước vào công cuộc khắc phục hậu quả sau chiến tranh, khôi phục kinh tế và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng chủ yếu là bảo vệ cho được vốn rừng tự nhiên hiện có, tập trung tuyên truyền và vận động nhân dân trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng trong chiến tranh bị tàn phá nặng nề, giám sát việc quản lý sử dụng rừng của các chủ rừng, kiểm tra kiểm soát, khai thác chế biến và vận chuyển lâm sản, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Năm 1989, tỉnh Quảng Bình chính thức trở về địa giới cũ, các cán bộ công chức kiểm lâm Quảng Bình lại về quê hương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Với mục tiêu góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng một Quảng Bình ngày càng đổi mới và giàu đẹp. 40 năm qua, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình đã luôn luôn bám sát chức năng nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó, phát huy tốt nhất vai trò của mình trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cả cấp, nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành kiểm lâm đoàn kết thống nhất một ý chí, xây dựng đội ngũ vững vàng cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ để chủ động nghiên cứu, nắm bắt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bản thân tôi là người cán bộ kiểm lâm và về hưu trong suốt chặng đường công tác thì tôi cũng nằm trong cái lực lượng kiểm lâm gần 40 năm. 40 năm qua, cả một quá trình, một hành trình phải nói tương đối dài, nhưng cũng rất là gay go và phức tạp để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.
làm tốt công tác là bảo vệ tài nguyên, giữ được màu xanh của quê hương là một cả vấn đề, là một cái sự quyết tâm cao của lực lượng kiểm lâm nói chung và bản thân chúng tôi nói riêng. Trong thời gian qua phải nói rằng mặc dù là cá nhân ở trong các cương vị khác nhau, trong cái là nhiệm vụ được giao khác nhau, thì những ở cương vị nào, nhiệm vụ nào, bản thân luôn cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ và cùng với đồng đội đồng chí mình đã làm được nhiều vấn đề, và phải nói rằng cái thành quả hôm nay kỷ 4 năm cũng đã đóng góp một phần trong đó. Tôi về hưu nhưng tôi vẫn chia sẻ những tấm lòng, những tình cảm với các đồng chí và theo dõi các đồng chí tiếp tục trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Trong những ngày đầu mới thành lập, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình lúc đó vẫn còn khá mỏng, với 120 cán bộ của các phòng lâm nghiệp, các huyện thị được biên chế vào 7 hạt kiểm lâm và một đội kiểm lâm cơ động trực thuộc chi cục kiểm lâm Quảng Bình. Không chỉ thiếu về số lượng, cả cán bộ kiểm lâm lúc bấy giờ chủ yếu là lực lượng vũ trang chuyển ngành và tuyển dụng từ địa phương, chưa được đào tạo chuyên môn bài bản, làm việc bằng sự nhiệt tình và kinh nghiệm thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, lãnh đạo chi cục kiểm lâm Quảng Bình đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của ngành và tiếp nhận thêm những cán bộ tốt nghiệp từ các trường đại học liên quan khác. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức kiểm lâm từ cơ quan chi cục đến các hạt trạm kiểm lâm đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với biên chế 280 cán bộ công chức, 10 đơn vị trực thuộc, 26 trạm kiểm lâm cơ sở. Trong đó có 15 thạc sĩ chuyên ngành, 82 cán bộ có trình độ đại học. Bên cạnh đó, ngành kiểm lâm Quảng Bình cũng đã chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Trải qua 40 năm thành lập, đặc biệt là sau 25 năm kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, hòa chung vào dòng chảy đổi mới và hội nhập của tỉnh, của đất nước, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình đã thường xuyên chủ trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi đất rừng sang sử dụng vào mục đích khác, triển khai có hiệu quả công tác giao đất giao rừng theo Nghị định 02CP của Chính phủ về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức cá nhân, hộ gia đình sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Ngoài nhiệm vụ quản lý rừng, lực lượng kiểm lâm cũng đã tham gia tích cực vào thực hiện dự án trồng rừng 327 ADB, dự án quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên miền Trung, dự án lâm nghiệp hướng tới người nghèo vùng sinh thái nông nghiệp Bắc Trung Bộ, dự án Bất Lai bảo vệ các vùng chim quan trọng, dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, dự án phân định và cắm mốc ranh giới sau quy hoạch 3 loài rừng, dự án xây dựng hệ thống giám sát đa dạng sinh học bằng phần mềm Smart tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Châu và Minh Hóa, dự án bảo vệ rừng và tăng cường các dịch vụ sinh thái khu rừng Đồng Châu, Khe Nước Trong. Những dự án trên đều triển khai sâu rộng đến các huyện, thành phố và các xã một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho các chủ rừng và trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngoài việc xây dựng các phương án kế hoạch tuần tra kiểm soát lâm sản sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn, ngành kiểm lâm Quảng Bình còn phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, công an, quân sự, biên phòng nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, ngăn chặn các điểm nóng về chặt phá rừng, các tụ điểm mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Những năm qua, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng chức năng phối hợp đã tổ chức hàng trăm đợt truy quét, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hàng chục ngàn vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng. Tổng số tiền thu từ bản lâm sản, động vật quý hiếm, tịch thu, phương tiện tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính đạt trên 200 tỷ đồng. Là một đơn vị cơ động để hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trong những năm qua được sự chỉ đạo của lãnh đạo chi cục rồi là của cấp trên, đội ngũ đã triển khai một số nhiệm vụ, đã tham mưu cho lãnh đạo chi cục đưa những phương án sát đúng với thực tình cụ thể của quản lý trên địa bàn,
với ba huyện và một thị xã, đó là huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, với một quản lý diện tích rất là lớn. Nhưng mà từ ngày thành lập đến nay, đội đã đấu tranh hiệu quả của vấn đề tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn, đặc biệt là ngăn chặn hiệu quả tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển cái vùng giáp ranh giữa Quảng Bình với Hà Tĩnh, và là đã đấu tranh những cái đối tượng, nhất là đối những đối tượng đầu nậu buôn bán lâm sản, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng như công an, quân đội, lực lượng hải quan, lực lượng biên phòng. Nên từ đó trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà được cấp trên giao phó và làm ổn định được tình hình. Song song với thực hiện công tác chuyên môn, Kiểm lâm Quảng Bình cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về vấn đề quản lý bảo vệ rừng cho người dân, kiểm soát tình hình trên địa bàn một cách chủ động, đồng thời không ngừng thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, lao động trong đơn vị, nhằm động viên cán bộ công chức, viên chức luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ngành Kiểm lâm Quảng Bình cũng đã thường xuyên làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những thế hệ cán bộ có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của ngành, và không ngừng xây dựng đội ngũ công chức, cán bộ kiểm lâm vững về nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lành mạnh về lối sống, quyết tâm xứng đáng là đơn vị kiểu mẫu. Với vai trò trách nhiệm là tham mưu ủy ban huyện về mặt quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, thì chúng tôi xác định vai trò trách nhiệm của mình, cho nên trong thời gian vừa qua thì theo từng giai đoạn thì chúng tôi để tập trung tham mưu ủy ban huyện trong công tác chỉ đạo điều hành. Đầu năm thì chúng tôi tham mưu ủy ban huyện là tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện toàn ban chỉ các vấn đề cấp bách, rồi thành lập các cái tổ đội, rồi giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7 thì tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy, thì tham mưu ủy ban huyện rồi là ban hành các công điện, công văn chỉ thị nhằm thực hiện để chỉ đạo các cái đơn vị thì các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua thì nói chung trên địa bàn Tuyên Hóa thì xác định là một cái địa bàn trọng yếu, nhưng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi cũng thực hiện là tương đối tốt, đặc biệt là về cái công tác phòng cháy chữa cháy thì trên địa bàn Tuyên Hóa thì trong thời gian vừa qua cũng xảy ra các cái điểm cháy rừng. Thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng tập trung để giải quyết một số cái vấn đề còn tồn đọng của trong năm 2014, đặc biệt là về cái vai trò trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm trong cái việc là kiểm tra giám sát chủ rừng. Đối với cơ quan hạt thì chúng tôi xác định đây là một cái cơ quan mà cũng luôn là thường xuyên là đảm bảo được các cái tiêu chí là xanh sạch đẹp, cho nên với vai trò trách nhiệm của chúng tôi thì cũng là vừa xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp, rồi là phát động các trạm, rồi các cái tổ đội là cũng thực hiện đầy đủ các cái tiêu chí là trạm kiểm lâm kiểu mẫu xanh sạch đẹp. Tỉnh Quảng Bình có trên 481.000 hecta rừng tự nhiên và hơn 74.000 hecta rừng trồng, là một tỉnh có mạng lưới giao thông khá đồng bộ và đa phần gắn liền với rừng, bao gồm 3 tuyến đường bộ, 1 tuyến đường sắt Bắc Nam, 5 tuyến đường ngang và các tuyến đường sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển, rất thuận tiện cho việc khai thác, mua bán, vận chuyển các loài lâm sản từ rừng, động vật hoang dã trái phép đi qua các tỉnh bạn và nước ngoài. Với đặc thù địa hình đó, đã khiến công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm Quảng Bình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, không ngại gian khổ, là một đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Kiểm lâm Quảng Bình đã tăng cường xây dựng mạng lưới bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng rộng khắp, với 154 ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 726 tổ đội bảo vệ rừng với trên 6.000 người tham gia, đồng thời chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy rừng ở cả cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Thông qua diễn tập để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ rừng tại các địa phương, đặc biệt là những thôn bản, vùng xung yếu, vùng đệm, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Quảng Bình có diện tích lâm nghiệp lớn với 621.000 hecta, chiếm hơn 77% diện tích đất tự nhiên của cả tỉnh. Trong đó, phần lớn là diện tích đất có rừng với diện tích trên 536.000 hecta. Độ che phủ rừng của cả tỉnh hơn 7%, đứng đầu cả nước, cao hơn nhiều so với cái bình quân của cả nước.
rừng Quảng Bình có trữ lượng lớn và chất lượng rừng tốt, đặc biệt là khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là kết quả của sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng kiểm lâm, là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Chi cục kiểm lâm đã chủ động chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng liên quan như quân sự, công an, biên phòng và các địa phương cũng như các chủ rừng để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng ngừa các hành vi khai thác trái phép, các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian vừa qua, từng bước tạo niềm tin cho lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, người dân và được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và các cấp các ngành đánh giá cao. Trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực và sự phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh, nhu cầu lâm sản ngày càng cao, đời sống người dân ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa xung quanh rừng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, áp lực về công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng lớn, đòi hỏi lực lượng kiểm lâm phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và ngoài ra còn tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Thứ nhất là chi cục kiểm lâm phải coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt quản lý bảo vệ rừng, và đây là một trong giải pháp để mà bảo vệ rừng thành công. Tập trung nâng cao chất lượng lực lượng kiểm lâm cơ sở ở địa bàn, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, và phải sát dân, phải gần dân và phải lắng nghe và tạo niềm tin trong người dân. Từ đó để tuyên truyền và phổ biến pháp luật và không ngừng nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở. Thứ hai là làm tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng, trong lực lượng kiểm lâm phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Để làm được việc đó, chi cục kiểm lâm phải tiếp tục từng bước củng cố bộ máy, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ ba là phải tăng cường phối hợp với các sở ngành, các đơn vị, các địa phương, đặc biệt các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và các đơn vị chủ rừng để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Và cuối cùng là ngoài cái việc thực hiện tốt chức năng của mình thì chi cục kiểm lâm cần có kế hoạch để giúp đỡ hỗ trợ cho các chủ rừng và các cái đơn vị có liên quan để đào tạo lực lượng quản lý bảo vệ rừng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong lĩnh vực này. Qua 40 năm với những thành tích đã đạt được, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nông nghiệp, cùng nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Để kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được qua 40 năm xây dựng và phát triển, ngành kiểm lâm Quảng Bình đã và đang tiếp tục khắc phục, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, chú trọng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày một trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn, làm tốt hơn nữa vai trò của những chiến sĩ xung kích, bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng quê hương, đưa Quảng Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng đạt cao so với toàn quốc. Để phát huy cái truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng kiểm lâm, và trong cái thời gian tiếp theo thì với cái trách nhiệm của cái lực lượng nòng cốt trong cái công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong cái công tác bảo vệ rừng, thực thi pháp luật đối với bảo vệ và phát triển rừng, thì chúng tôi thấy đây là một cái vinh dự và cái tự hào. Và cũng là xác định lấy một cái trách nhiệm hết sức nặng nề mà chúng tôi cần phải cố gắng phấn đấu để vượt qua tất cả những khó khăn để đạt được cái mục tiêu, đó là bảo vệ được cái diện tích rừng hiện có của chúng ta và
ngăn chặn những cái xâm hại làm suy giảm cái diện tích rừng của Quảng Bình. Và để làm được cái việc đó thì chúng tôi cần phải tập trung xây dựng cái lực lượng lớn mạnh hơn nữa, trong đó phải cần chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức viên chức kiểm lâm vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thông về nghiệp vụ để đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi của cái nhiệm vụ mới hiện nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải cần tăng cường công tác đào tạo rèn luyện về kỹ năng để làm cho lực lượng kiểm lâm càng ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn trong công việc. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng cần phải tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, trong đó quan tâm đến cái đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ của mình trước cái đòi hỏi của cái công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay. 40 năm, một chặng đường phấn đấu đầy gian khó nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ. Kiểm lâm Quảng Bình luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển rừng và tài nguyên rừng. Những kết quả đã đạt được cùng với lòng tin yêu của cả cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh chính là động lực quý báu, tiếp sức cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành kiểm lâm Quảng Bình vững bước hơn trên bước đường tiếp theo, để góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ hội nhập.